Nghe giảng kinh là cái liều thuốc tiếp theo để giúp cho mình khai sáng đi, cái sáng hơn cái trí để mình hiểu cái lời trong kinh. Ví dụ sao là sống thiện, sao là sống ác, nếu mà không nghe giảng kinh mình không hiểu được, không giảng trạch được rõ ràng cái gì quyết định có lợi tương lai là thiện. Thì cái việc nghe giảng kinh, nghe liên tục 1 đến 2 bộ kinh trong nhiều năm, tự động mình sáng lên, mình bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền. Mình nghe quá nhiều thì nó là nghe tạp. Những cái vị thầy giảng rất là hay, giảng rất là nhiều, mình nghe rất là nhiều, nhưng mà hỏi mình nhớ gì không, mình không nhớ. Mệnh có phải do nghiệp? Nghiệp lực là những hạt giống ta có thể mang theo vào giấc ngủ, mang vào tàn thức, mang theo khi tái sanh. Nghiệp lành sinh trong gia đạo tốt, nghiệp dữ sinh trong gia đạo kém may mắn. Nghiệp đời trước sinh ra mệnh đời này. Hay nói, sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Tác nghiệp, tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp, thất nghiệp. Mỗi hành động là tạo nghiệp. Nghiệp phân ra hai nhóm, thiện hoặc là ác. Làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp, đủ duyên nghiệp sẽ báo. Lúc tạo là nhân, lúc báo là quả. Đời này sướng khổ do nghiệp từ đời quá khứ và những tạo tác trong trước kia. Đến khi lâm chung là cận tử nghiệp. Nghiệp dẫn ta về con đường nào? Do ta chọn. Do tàn thức dưới những chủng tử nào nhiều, thiện nhiều hay ác nhiều? Hãy tự quán xét, mỗi sáng thức dậy ta làm gì, đi đâu, có phải do thói quen? Vài năm nay có sở thích gì, thường tham gia những hội nhóm ấy? Rồi một đời tích lũy những nghiệp gì, đời sau sẽ tương ưng gia cảnh cùng nghiệp. Giả dụ người đang có nghiệp thích tu tập, khó lòng hòa nhập với nhóm người thích tiệc tùng vì khác tần số. Khi chư vị học thuật số, đủ công phu, đủ khả năng, tinh thông luận mệnh, luận được họa phúc trong mệnh và tìm phương pháp thay đổi, chuyển hung thành cát, tuy nhiên không thay đổi được là bao, giỏi lắm được 2-3 phần. Vì mãi lây hoay với ngũ hành, với dụng thần, khéo lắm thay đổi 2-3 phần là cùng, không như ý nguyện. Vì sao như thế? Như phần đầu Khải Toàn trình bày, việc phong thủy không thay đổi được nghiệp quả, không gì thay đổi được nghiệp quả. Nhà Nho bảo rằng mệnh do trời, tức do thiên định. Pháp Phật bảo mệnh do nghiệp. Cả hai đồng luận điểm, mệnh vốn đã định, vốn có từ trước. Một bên do trời định, một bên do nghiệp. Nếu chư vị tin mệnh do trời ban, chư vị không còn khả năng thay đổi vận mệnh, để mặc cho ông trời ban phước giáng họa. Ngược lại, nếu nghiên cứu kinh, tâm khai ngộ, ngộ được mệnh do nghiệp mình đã tạo, chư vị có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh khác với sinh thần bát tự vốn có. Con người đau khổ chính vì mê lầm chấp ngã. Để thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi khổ đau, cần một niềm tin chân chánh, cần niềm tin mãnh liệt để hạ công phu thay đổi số mệnh. Nhưng mãi lây hoay không biết chọn con đường nào để đi. Ví như câu nói đức năng thắng số. Cái gì là đức, cái gì là năng? Làm sao gia tăng phúc đức? Hoàn toàn không biết, không có phương pháp. Thế thì không có cơ hội thay đổi số mệnh. Tu học cũng không ngoài những nghề nghiệp của thế gian. Cần phương pháp, phương tiện cụ thể, cần thời gian, cần thực hành, nên nói văn, tư, tu. Văn là lời dạy từ người đi trước, là phương pháp cụ thể, là phương hướng, là kim chỉ nam, ví như la bàn xác định phương hướng. Tư là tư duy, suy xét, là trí tuệ, nghe lời dạy, tự mình tư duy, suy xét. Tu là thực hành, ứng dụng phương pháp đã tư duy, mới có thể được thành tựu. Có như thế mới đúng câu trong kinh Pháp Cú, các người phải tự thắp sáng ngọn đuốc lên mà đi, thắp sáng đuốc lên với chánh pháp. Khải Toàn tu học thông qua hành thiền, nghe giảng kinh, nghe 1-2 bộ kinh, nghe trong nhiều năm, một ngày nghe nhiều giờ, tư duy lời dạy, tự mình thực hành. Chư vị học phong thủy hay tu học cũng như thế,
tất cả chỉ là văn tự, chúng ta cần tư duy và cần thực hành mới mong tiến bộ. Khải Toàn khuyến thiện chư vị tìm cho mình một pháp môn tu hành để tạo nghiệp lành, tạo hạt giống quang minh, lưu vào kho chứa hạt giống tạng thức cho mai sau. Pháp là phương pháp, môn là cánh cổng hay con đường. Đây là ngày sinh của mình, hướng dẫn về ngũ hành để dung hòa, để chỉ ra cho người ta thấy được vận mệnh của người ta, mệnh nhiều thủy bản thân anh chị em của mình, đại diện cho mình dễ xung đột, dễ xung khắc với anh chị em. Đời này ai làm cha của mình đi chăng nữa thì vận của cha không tốt, hoặc là mình dễ xung khắc với cha. Đây là một chương trong 48 chương về phong thủy và tu học. Thì phong thủy là từ trường, mình dùng cái từ trường phù hợp thì nó giúp cho mình cân bằng bên ngoài. Rồi bây giờ mình mới đã nói đến là ngày tháng năm mình sinh ra là từ đời trước qua đời này. Nhà mình, người thân của mình biết được là khi nào họ phát triển ra sao và mình gặp gỡ họ khi nào. Nhưng mà ngày tháng năm sinh của mình từ đời trước là mình không thấy được, nên mới gọi là họa phước là do nghiệp. Thì cái bài này nghiệp là gì? Nghiệp thì chia ra thiện và ác. Mỗi người là biệt nghiệp, nhiều người là cộng nghiệp. Hạt giống của mình tốt, cái gốc là tốt, nhưng mà thời vận không tốt. Thế thì mình có hỏi tại sao mình lại cộng nghiệp với những người trong gia đình kém phước, kém may mắn? Là do cái hạt giống của mình, tất cả những cái chủng tử mình làm nó chứa vào cái kho chứa, tạm hiểu là cái linh hồn, cái tàn thức. Mình chứa cái gì mình tương ưng với những cái hạt giống đó, nó sẽ đi tìm những cái hạt giống cùng tần số. Mỗi người là biệt nghiệp, cộng nghiệp là cùng chung với nhau, nên nói là sự nghiệp, tác nghiệp, đồng nghiệp, tốt nghiệp. Làm lâu ngày thì mình sẽ tích lũy nghiệp, tích lũy thì mình sẽ có gây oán và gây ân, ân và oán thì sau đó thì nó sẽ có nghiệp báo. Đến cuối đời là cận tử nghiệp, nghiệp dẫn mình đi về con đường mình đã chọn, do mình đã tạo trong quá khứ. Không ai dẫn mình cả. Thì bây giờ mình nói là tu học, tu hành hay tu sửa, là tu sửa hành vi, lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi. Thì trước là giảm nghiệp, sau là chuyển nghiệp, cuối là dứt nghiệp. Bước đầu đối với cái người có gia đình, công việc, cơm áo gạo tiền thì mình mong giảm được nghiệp. Ví dụ với cái ngày tháng năm sinh này, không mong cầu nhiều vào tình cảm, xử lý nên dùng lý trí nhiều hơn là cảm tính. Chính vì mình vào tình cảm quá nên thường mình đau khổ quá là do mình mê. Mê là không thấy lẽ thật. Mình bị ảnh hưởng bởi số mệnh, phước họa nó có trong số mệnh, và mình bị ảnh hưởng bởi âm dương. Mình chưa phải bậc đại tu hành nên mình ảnh hưởng bởi ngày tháng năm sinh của mình và âm dương chi phối, nên mình 9 phần mê, 1 phần tỉnh. Mình mê là tại vì mình chấp. Mình chấp nhà của mình, cái này của mình phải như vậy, mình phải như thế kia. Thế thì tất cả chấp ngã này do thức thứ 7. Thì nói sơ một phần một tí về 8 cái thức của mình. Đây là cách vận hành tâm tư. 6 thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân. Thì 5 cái thức đầu tiên nó chỉ có chức năng, nó copy và bộ nhớ, nó không phân biệt. Lần đầu tiên nhìn không hiểu. Nếu mà mình đã có nghe qua những cái lời này rồi thì ít nhiều gì mình đã có trong cái hạt giống, nên hiểu thêm, hiểu nó dễ hơn. 5 cái thức trước và cái ý thức là để nó phân biệt, nó tư duy, nhưng mà nó ở dừng lại ở cái mức là chỉ là sàng lọc thôi. Thức thứ 7 nó quản 6 cái thức trước và kết nối với thức thứ 8. Nó xem cái a lại giả thức này là của nó. Thức thứ 7 gọi là thức mạt na, là chấp ngã. Thức thứ 8 a lại giả thức tiếng Phạn là cái kho chứa. Trên nhà, trong nhà của mình, cái kho mình chứa cái gì nhiều thì mình dễ lấy cái đó ra. Trong 2 năm nay mình thường xuyên ăn chay, thường xuyên tu tập thì mình tích lũy cái hạt giống tu tập vào cái kho chứa. Mở mắt dậy mình đi về con đường nào, mình làm gì, mình chơi với ai là trong những năm nay mình tích lũy những hạt giống đó. Thì cuối đời nghiệp dẫn
là dẫn mình đi về con đường nào do một đời mình tích lũy nghiệp thiện hay nghiệp ác. Thiện nhiều thì nghiêng về thiện, ác nhiều thì nghiêng về ác. Thầy có đến hộ niệm, thầy nói lại những lời trong kinh để mình khơi dậy điều lành. Nhưng mà thực tế mình chứa hạt giống nào nhiều thì mình đi về con đường đó. Giả dụ mình thích ăn chay, người ta có rủ nhậu nhẹt mình cũng không đi, mình hết hạt giống kia rồi. Để mình tỉnh nhiều hơn mê thì cái con đường duy nhất của mình là tu. Tu và hành, tu sửa, hành vi và thực hành. Để mình giác, giác là thấy lẽ thật. Thì tu sửa hành vi có pháp thế gian. Những ngành nghề dạy mình để mình kiếm tiền, để mình sinh sống với cái môi trường xã hội là pháp thế gian. Pháp thế gian giúp mình kiếm tiền, giúp mình thuận lợi hơn trong cuộc sống, nhưng mà không thể nào giúp mình giác được. Nếu mà những người mà thành công sớm khi còn trẻ thì pháp thế gian là họa chứ không phải là phước. Ngồi thiền giúp cho cái thức thứ bảy nó thanh tịnh. Nghe giảng kinh giúp cho những cái lời lành trong kinh vào cái kho chứa của mình. Gặp thiện tri thức, gặp người lành giúp cho mình mở mang trí tuệ. Thì ba pháp này là ba pháp học. Nghe giảng kinh có một cái công năng rất là lớn, là tại vì kinh luật luận. Kinh là Đức Phật nói, luật là giới luật tu hành, luận là luận giải lại trong kinh. Phật giáo Bắc truyền là từ tiếng Phạn qua tiếng Hán qua tiếng Việt. Qua ba thứ lớp mà tùy cái vị thầy dịch, mình đọc thẳng một cái tiếng Việt hoặc tiếng Hán mình không hiểu hết. Kinh sớ sao, kinh là Đức Phật nói, sớ là chú giải lại kinh, sao là chú giải lại sớ. Người Việt của mình bị hạn chế bởi ngôn ngữ, nên mình có đọc thẳng vô mình không hiểu. Bước đầu mình ngồi thiền, mình đọc kinh, mình không nhớ lời kinh thì gọi là đọc kinh, nhớ rồi thì gọi là trì kinh, tụng kinh, niệm kinh. Bước đầu chỉ là ở dừng lại ở cái bước là để cho ba nghiệp của mình nó thanh tịnh, không giúp mình giác ngộ được tại vì mình không hiểu. Nhưng mà bước đầu thế thì mới nói là mình bước vào một cái nhà thuốc, mình không thể nói là tất cả loại thuốc ở đây là không phù hợp với mình. Thế thì có thuốc tốt với mình, có thuốc mình chưa cần và có thuốc hợp với người khác. Thì cái liều thuốc mà đọc kinh và ngồi thiền nó phù hợp với mình ở cái giai đoạn sơ khai, ở cái giai đoạn sơ học, nên ít nhiều mình vẫn phải trải qua. Chứ bây giờ mình chưa có đọc kinh, mình chưa ngồi thiền mà kêu mình nghe giảng kinh liền mình không nghe được. Hoặc là ít nhất mình đã có, ít nhất đã có trải qua đau khổ phiền não thì mình mới thấm được những lời trong kinh. Thì nghe giảng kinh là một cái phương pháp thực tế nhất với người Việt của mình. Thì nghe giảng kinh và mình thực hành những lời trong kinh là hành, thì những cái lời lành nó mới vào cái kho chứa. Trong những pháp tu đơn giản nhất là lục bộ độ hạnh Bồ Tát, là sáu hạnh của Bồ Tát. Bây giờ mình hay nghe nhiều về Bồ Tát. Bồ Tát là cái gì? Bồ Tát là chúng sanh hữu tình, là chúng sanh giác ngộ, làm việc lành, là trở thành Bồ Tát. Trong sáu pháp tu Bồ Tát, sáu hạnh Bồ Tát này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí mình tạm hiểu là cho, người bình thường thường hiểu là cho đi. Cho cái gì? Cho tiền bạc, cho thức ăn, cho những cái gì bên ngoài là ngoại thí. Cho sự cảm thông, cho sự giận dữ, cho sự nóng giận, cho tất cả những gì phiền não là cho bên trong. Người biết cho đi mới bước lên được nấc thang nhẫn nhục. Mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Nhẫn nhục và bố thí được nói nhiều nhất trong tất cả các bộ kinh. Thì bây giờ mình nói, nếu mà mình muốn nhịn người thân của mình muốn nhịn đồng nghiệp, mình muốn nhịn ai đó, thì mình hiểu là mình phải có cơ sở, hoặc là mình khuyên ai đó nhịn cũng phải có cơ sở để nhịn. Mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn, không nhẫn được thì không thành tựu được cái gì hết. Cho đi, cho bên trong và cho bên ngoài. Trì giới là giữ đạo, mọi nơi chốn đều có luật lệ. Quốc gia, gia đình, xã hội, công ty và cả nhà của mình đều có luật lệ. Mình biết giữ giới như vậy, mình biết giữ đạo, mình hòa hợp với môi trường đó là mình an hòa, là mình giữ đạo.
với mọi người. Bản thân của mình ăn nói cái gì, mình có những cái tập khí lâu ngày lâu nay rồi mình khó bỏ, thì thế thì ngồi thiền để mình quán xét, mình từ từ mình xả đi những cái gì không tốt, và mình ăn uống dưỡng thân dưỡng sinh, khéo giữ khẩu nghiệp là bố thí từ bi. Trì giới là không nói lỗi người, khéo giữ ý nghiệp là giữ đạo là trì giới. Thì nên mới nói là bố thí độ sanh tham. Mình đau khổ tại vì mình tham. Tham tiền, tham việc, tham tình cảm, tham chăm sóc cho con cháu, cho nó đi, đừng có để nó trong tâm. Làm ở sự nhưng mà không có để trong tâm. Bố thí độ sanh tham, trì giới độ phá giới. Người mà giữ đạo đức cho mình rồi thì trước là không bị cám dỗ, sau là không phạm lỗi lầm. Phải bước lên được hai nấc thang này thì mình mới có thể thành tựu được pháp nhẫn. Người ta mắng mình, người ta chửi mình, người thân mắng mình thì mình phải hiểu là phải có nhân duyên nợ nần gì họ mới tổn mình. Họ tổn mình, họ là Bồ Tát thị hiện để mình thành tựu. Nếu mà mình xách ba lô lên núi thì mình nhẫn với ai? Rồi, pháp nhẫn có ba mục. Nhẫn với người giúp mình, nhẫn với người tổn mình. Họ tổn mình tức là đã có nhân duyên, tại sao họ không tổn người khác? Nhẫn với tự nhiên, ngày đêm sáng tối nóng lạnh kẹt xe nắng mưa. Nhẫn trên đường tu học tìm pháp lành. Thế thì trong ba cái bước này mình hoàn toàn có thể thực hiện được ba cái hạnh này. Thực hiện được ba cái hạnh này mình sẽ đạt niết bàn, là vắng mặt sự phiền não. Cao hơn một bước nữa, tinh tấn. Tinh là tinh tường, tấn là tới. Tiến mà không lùi là tinh tấn. Mình biết cho đi, mình biết giữ đạo giữ giới an ổn, mình biết nhẫn nhịn thì mình mới siêng năng. Thiền định độ tán loạn, tinh tấn độ giải đãi là độ lười biếng. Thiền định độ tán loạn là tâm mình không còn lao sao, mình nghe khen, mình nghe chê, mình bị mắng, bị gì thì mình cũng không chạy theo. Tại vì tất cả những cái gì mình cho là cái tôi á, nó là do cái thức thứ bảy là mình ảo tưởng. Cái cuộc sống này không có một vật gì đứng được độc lập một mình á. Cái gì nó cũng do duyên hợp thành, ngay cả trái đất vẫn phải xoay theo những hành tinh khác, nên không có cái ngã. Cái ngã là do cái thức này nó mê. Thiền định xong mình được thanh tịnh thì trí tuệ nó mới tăng. Trí tuệ tăng là thấy lẽ thật. Thấy lẽ thật rồi, những cái pháp tu này giúp mình tạo nghiệp thiện. Thế thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo tác từ trong quá khứ, từ trong vô lượng kiếp. Nó tích tụ chia ra thiện và ác, nó dẫn mình đi về cái con đường mình đã chọn, và đối tượng cùng từ trường với mình tương ưng. Đơn giản là vậy. Mình hiểu được một cái vòng này rồi, mình hiểu được cái mệnh ngày sinh của mình như thế nào, thì bây giờ mình muốn khổ hay muốn vui, đến một giai đoạn nào đó mình tu tập, mình thực hành rồi nhưng mà nó vẫn còn khổ nữa. Chỉ có một cái duy nhất, chỉ có một cái lý giải duy nhất là mình chưa đủ phong phú. Cần thời gian, cần nhân duyên, cần thầy lành, cần bạn tốt, thì mình phải cần thực hành nữa mình mới có công phu. Mình chưa có công phu là mình vẫn khổ. Vậy nên nói là một phần tỉnh, chín phần mê. Mình bị ảnh hưởng lớn nhất bởi số mệnh và âm dương, bởi cái nghiệp của mình đã tạo ra. Nghiệp mình tạo ra, số mệnh của mình và âm dương chi phối, nên mình gặp rất là nhiều cái chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, ma chướng, thân chướng, rất nhiều cái chướng. Oán gia chướng mình. Oán gia là ở đâu? Trong quá khứ mình đã vô tình hay cố ý mình tạo oán. Mình cố ý là khác, mình cố ý không nói, còn mình vô tình, đôi khi mình làm cái hành động gì đó người ta không ưa. Hoặc là mình đi học, tự nhiên có đứa không ưa với mình. Nếu mà mình một hôm nào đó mình tặng quà, hoặc là mình nói cái chuyện, bắt chuyện mình nói đó, họ cảm thấy họ cảm mến cái họ cho qua. Hoặc là mình xách một bịch trái cây mình qua, mình nói với hàng xóm là dạ anh chị, em không biết là có làm phiền anh chị trong thời gian qua hay không.
xin anh chị mở lòng cho qua, người ta rộng lượng sẵn sàng cho qua thì mình sẽ giảm cái chướng. Oán gia là con xin tất cả những oán gia, xin chư vị hãy xả hết những oán giận cũ à, trước nay con đã vô tình hay cố ý làm tổn hại người. Nếu mà họ nghe được họ cũng cho qua, thì cái sám hối là bước đầu tiên để mình giảm đi những cái chướng bên ngoài. Còn chướng bên trong là do nghiệp của mình tạo, tự mình chướng bên trong à, mình phải tự sửa cái nghiệp của mình mới giảm chướng bên trong. Còn chướng bên ngoài thì mình sám hối, thì dần dần mình mới giảm đi khác cái số mệnh vốn có của mình. Khấn nguyện là một cái phương pháp giúp cho mình tăng thêm cái sự tinh tấn và kết nối với bên trên. Ngồi nương vào cái ghế, đi đứng nằm ngồi, tất cả mình nương vào những vật bên ngoài. Thế thì cái việc khấn nguyện nương vào bên trong, tự lực bên trong và nương vào bên ngoài, thì hai cái bước sám hối và khấn nguyện giúp cho mình giảm đi cái chướng và tinh tấn hơn trên đường làm lành. Nghe giảng kinh là cái liều thuốc tiếp theo để giúp cho mình khai sáng đi cái sáng hơn cái trí, để mình hiểu cái lời trong kinh. Ví dụ sao là sống thiện, sao là sống ác. Nếu mà không nghe giảng kinh, mình không hiểu được, không giảng trạch được rõ ràng cái gì quyết định có lợi tương lai là thiện, thì cái việc nghe giảng kinh, nghe liên tục 1-2 bộ kinh trong nhiều năm, tự động mình sáng lên. Mình bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, mình nghe quá nhiều thì nó là nghe tạp. Những cái vị thầy giảng rất là hay, giảng rất là nhiều, mình nghe rất là nhiều, nhưng mà hỏi mình nhớ gì không, mình không nhớ. Thì bước đầu là những liều thuốc đó giúp cho mình bước lên cái nấc thang thứ 1, thứ 2. Hoặc là mình có dùng phong thủy bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng bước lên, giúp mình bước lên bước nấc thang 1, 2 thôi. Để bước lên được đến lầu 1 qua 10 nấc thang thì bắt buộc mình phải hạ công phu, mình tu tập, mình nghe, mình hiểu, mình mới quyết tâm làm lành. Thế nào là làm lành thì theo kinh thập thiện là đơn giản, hạnh Bồ Tát là làm lành, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, không làm cho người ta phiền não là làm lành. Đây tất cả là những liều thuốc tùy căn cơ và cái sự thực hành của mỗi người. Thì sau một thời gian thì sao? Mình không thấy lỗi người, không ai có lỗi hết, là mình đã đạt được niết bàn, là vắng mặt mọi sự phiền não. Chỉ đơn giản thì nhắc lại, nghiệp mình chia ra thiện và ác. Nếu mà mình đau khổ là do cái thức thứ 7 nó làm mình mê lầm, chứ mắt tai mũi lưỡi miệng thân của mình nó chỉ có chức năng nó copy thôi, không có công việc. Hôm mà mình bệnh, mình ăn một cái món mới, mình không hiểu cái vị nó như thế nào. Cái vị mà mình nếm nó đưa vào 7 vị lôi, nó phân ra một cái mùi thứ hai rồi nó mới đưa vào cái não của mình. Nên hoàn toàn nói là những gì mình nghe, thấy, xúc chạm là giống như là mình lấy cái đồ gấp đá, mình gấp viên đá là nó gián tiếp chứ nó không có trực tiếp. Thế thì mình nói là nhãn căn là cơ quan của mắt, người lớn tuổi thì bị lão. Không là khoảng cách, minh là ánh sáng. Ánh sáng của con dơi, con cú nó khác ánh sáng của con người, tùy nghiệp chúng sanh. Mình sắc trần là đối tượng của mắt, có sắc trần, có khoảng không, chọc thẳng vô mắt không thấy được. Có ánh sáng thì cái mắt mình nó mới nhìn, xong rồi mới đưa vô là nhãn thức, là cái phân biệt của con mắt. Nó mới đưa vào hạt giống, nó đưa vào chủng tử, nó đưa vào những cái kho chứa bên trong, nó mới đưa ra kết quả. Nên mình nên nhớ là nghe, ngửi, nếm, chạm, tất cả là những ảo giác, những ảo ảnh, không có thật. Tỉnh nhiều hơn mê thì tu tập để mình giác, là mình thấy lẽ thật. Tu sửa thì học pháp thế gian là giúp cho công việc của mình trôi chảy. Ngồi thiền, nghe giảng kinh, gặp thiện tri thức là pháp học. Nghe giảng kinh cũng là pháp học. Mình cần thực hành những lời trong kinh thì những điều mình làm lành thì nó tích lũy vào cái kho chứa. Bây giờ mình có hai cái hạt, hạt là chánh nhân, hạt cam và hạt ớt. Hai cái hạt này nó cần nhân duyên, nó cần thời gian, nó cần trợ nhân, là sự chăm sóc đất nước ánh sáng. Nếu mà mình không muốn nuôi những cái hạt phiền não của mình nữa thì mình đừng có trợ duyên cho nó nữa.
thì để lâu ngày nó sẽ bị hoại. Thì trong cái kho chứa mà mình đắp nhiều cái hạt giống thiện thì cái hạt giống ác nó tự hoại đi. Lục độ hạnh Bồ Tát là cái pháp môn tu thực tế giúp cho mình giảm phiền não, thêm an lạc. Bố thí là cho đi, trì giới là giữ đạo, nhẫn nhục giúp cho mình dễ thành tựu. Đến một giai đoạn nào đó mà mình vẫn còn khổ mà chưa có vui được thì mình nên biết mình còn chướng. Thì cái phương pháp giảm oán gia, giảm chướng là mình tu sửa ba nghiệp và mình sám hối. Đến cuối cùng đủ khả năng rồi thì mình tự nhiên, mình an vui tự tại.